Mộc Hương Shop xin được chào các bác. Video này thì tôi muốn nói một lời cảm ơn rất là chân thành và từ trong lòng mình đến với tất cả các bác ở bên nước ngoài, gọi là Việt Kiều, anh em Việt Kiều, thường là các bác ở các nước luôn chứ không phải chỉ riêng ở châu Âu hay là châu Mỹ đâu ạ, mà cả châu Á, Đông Nam Á, các châu lục trên thế giới thì các bác đều xem được video clip của Mộc Hương Shop thì các bác đều ủng hộ, và gần như là các châu ở châu lục này, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Á, đúng không ạ, năm châu đúng không ạ, bốn châu rồi châu đại dương thì chắc không có, nhưng mà thực sự là cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây là một lời tâm sự chia sẻ đến với tất cả anh em khách hàng của một khung shop ở bên nước ngoài, anh em Việt Kiều. Thì đây thì tôi cũng chia sẻ với các bác là cái số tiền mà các bác gửi về cho một khung shop thì tôi nhận gần như là nhận tận tay luôn. Các bác gửi tiền mặt trực tiếp qua dịch vụ đây, ví dụ như là chị Henne Trần này, thì chị có gửi cho một khung shop hôm nay là tôi nhận được chỉ khoảng 24 tiếng thôi các bác ạ, là bên tôi là có người gọi và giao tận tay cho một khung shop thì nhận được hàng, nhận được tiền. Như này là tôi sẽ nhắn tin và báo với các bác ở bên đấy là tôi đã nhận được tiền và chụp hình gửi sản phẩm, sau đó là gửi ra bưu điện gửi hàng cho các bác, có cái mã đơn hàng và gửi cho các bác luôn, hoặc là các bác có thể là tra trực tiếp ở trên mạng qua cái mã đơn hàng đấy, hoặc là Mộc Hương sẽ theo dõi cái đơn hàng đấy cho các bác. Thường gửi nhanh nhá, chẳng khoảng tầm 7 đến 10 ngày. Đấy là điều kiện bình thường như hiện tại. Còn dịch giã trong cái đợt dịch vừa rồi thì nó sẽ chậm hơn. Còn hiện tại thì gửi bình thường rồi các bác, các nơi đều gửi bình thường rồi. Gửi như chậm thì nó khoảng 15 đến 20 ngày các bác nhé. Và số tiền gửi thì nó cũng chênh lệch so với thời gian thôi ạ. Tiền nhanh thì nó sẽ đắt hơn là tiền gửi chậm. Thì hôm nay chia sẻ với các bác một chút là như vậy. Vấn đề nhận tiền thì tôi cứ nhận tiền mặt trực tiếp, bác ra các bác gửi qua ngân hàng, sau đó có dịch vụ họ mang đến tận nơi cho một khung shop theo địa chỉ đấy ạ. Đây là anh Tomny, một người anh cũng rất là thân thiết ở bên Mỹ, anh có gửi đặt hàng liên tục của một khung shop thì cũng rất là, clip này thì nếu mà anh xem được thì cũng rất là cảm ơn anh. Anh em gắn bó với nhau cũng một thời gian rất là dài, và nếu mà anh cần giúp đỡ cái gì hoặc là các bác ở bên nước ngoài cần giúp đỡ Mộc Hương Shop cái gì về sản phẩm hay là về tất cả những cái khía cạnh, ví dụ các bác muốn gửi hàng từ Việt Nam sang bên đấy cho các bác thì các bác bảo là bên tôi mua hộ các bác cũng được, mua hộ sản phẩm ở Việt Nam mà tôi mà tìm thấy mua, sau đó tôi đóng gói gửi cho các bác vô tư các bác nhé. Những cái sản phẩm thuốc men hoặc là những cái sản phẩm đồ khô tôi vẫn nhận gửi cho các bác nếu mà các bác có nhu cầu hoặc là cần mà không shop giúp đỡ đó. Ở đây anh, một người anh rất là thân thiết của một không shop. Còn đây là anh Văn Tài Trần, Trần Văn Tài đấy ạ, cũng là một người anh cũng mua hàng của một không shop cũng khá là nhiều và theo dõi một không shop ở trên YouTube, thì anh cũng gửi về cho một con shop qua đường bưu điện đấy, đường bên ngân hàng ấy, anh ấy gửi. Thì một số bác là gửi qua đường ngân hàng thì nhiều khi là phải ra ngân hàng lấy, nhưng mà các bác chọn dịch vụ là gửi tận nơi ấy, gửi tận tay ấy, thì họ sẽ mang đến cho một con shop tận tay luôn, gọi điện và mang đến tận nơi. Thì tại vì là hiện tại thì một con shop đã chuyển xuống bên quận 9 này và rất là xa ở khu Vinhome Grand Park này, thì nó rất là xa trung tâm và đi lại ra đến ngân hàng thì cũng khá là xa, nên là nếu mà các bác gửi tiền thì các bác nên gửi tận tay như vậy thì nó dễ cho một công số hơn, cho cái việc lấy lấy tiền nhận tiền hơn. Đây là một người anh cũng mua hàng của một công số hình như là 2 đến 3 lần rồi này, anh trai Trần đó, anh trai Trần, anh này cũng ở bên Mỹ, anh cũng mua hàng của một khung shop cũng 2 đến 3 lần rồi đấy, gửi tiền về 2 đến 3 lần rồi đó.
thì cũng là toàn là những người anh mà đã theo dõi Mộc Hưng Shop cũng một thời gian khá là lâu. Nếu mà để mà nói thì các bác mới biết Mộc Hưng Shop thì các bác sẽ tìm hiểu qua một vài video, sau đó là các bác tìm thấy những cái sản phẩm mà yêu thích ấy, thì các bác nghiên cứu, nên tập trung nghiên cứu về những cái sản phẩm đấy, rồi sau đó các bác mới đặt hàng. Thường là các bác sẽ đặt hàng những cái sản phẩm mình nghiên cứu một thời gian, biết thông tin về nó rồi trên kênh của Mộc Hưng Shop rồi, thì các bác sẽ đặt hàng và bên tôi sẽ gửi hàng qua bên đấy cho các bác. Và các bác đã dùng trải nghiệm rồi, thực tế sản phẩm chất lượng giống như trên video này và rất là thực tế, thì các bác tin tưởng Mộc Hưng Shop. Và nhiều bác lại còn nhờ Mộc Hưng Shop, hoặc là Mộc Hưng Shop có thể nhờ các bác mua hàng ở bên đấy gửi về những cái sản phẩm mà ở Việt Nam không có, như là thuốc men hay là cái gì đấy chẳng hạn, thì càng thân thiết hơn nữa. Cũng mong là sẽ giúp được các bác ở bên đấy, có thể là gửi những cái sản phẩm như là ở Việt Nam ở bên đấy không có, thì bên tôi sẽ hỗ trợ gửi mua cũng như là hỗ trợ gửi qua cho các bác. Thì đấy là một cái vài cái lời tâm sự cũng như chia sẻ, và những cái anh chị đã tin tưởng mua hàng của một công shop, thì một lần nữa thì rất là cảm ơn các anh chị cũng như là các bác ở bên đấy theo dõi và ủng hộ một công shop, chủ yếu là những cái sản phẩm như là trầm hương này, đàn hương, hoàng đàn và tiểu diệp tử đàn, san hô. Đây ví dụ như cái chị Hen Ni Trần này, chị mua đợt này là chị mua đầu đơn đầu tiên là chị mua san hô vua, tiểu diệp vương mộc tử đàn, trầm hương và một sợi san hô vua 10 ni nữa. Mai là có hàng, mai là xong cái san hô vua 10 ni là sẽ đóng hàng gửi qua bên đấy cho chị Hen Ni Trần luôn. Đó, 4 sợi các bác nha, à, toàn hàng VIP rồi. Tiểu diệp tử đàn 10 ni VIP đốt trúc san hô vua này chắc là mua cho chồng hay là cho người bạn hay là ai đấy người thân này, 12 ni. Còn chị đeo 10 ni thôi, chị thích cái vòng đốt trúc này, rất là cá tính đúng không ạ, vòng đốt trúc rất là đẹp. Vòng trầm hương hàng là tốc banh vân rất đẹp. Đó, thì nếu mà chị xem được clip này thì cũng báo cáo luôn là đã nhận được tiền của chị rồi, và ngày mai sẽ gửi hàng, đóng hàng gửi cho chị thôi. Những cái vòng nhỏ nhỏ này thì tiền phí nó cũng không quá là cao, ví dụ mà mình đóng những cái đồ như là nhang nụ này, nhang cây này, thì nó theo cân theo ký thì giá thành gửi thì nó mới cao, chứ còn mà những cái sản phẩm như này thì nó mấy trăm gram như này thì nó giá nó cũng rẻ thôi, nó cũng không cao lắm. Nó tính theo từng nấc một, 500 gram lại một giá, hơn từ 500 gram đến 1 cân một giá, hoặc hơn cân đến 2 cân lại một giá. Nó những cái cân nặng nó khác nhau thì nó sẽ tính theo giá khác nhau các bác nhá. Cuối clip thì xin chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. À, có một cái nô vòng trầm hương. Cái nô vòng trầm hương này thì cũng đã giới thiệu một lần với các bác rồi, nhưng mà Mộc Hưng Shop trải nghiệm cái hàng này nó thơm đã, nó thơm mùi sữa luôn đấy các bác ạ, cực kỳ đã luôn, không thể nào mà miêu tả được cái hàng mùi ngon VIP luôn. Nếu mà bác nào mà thích cái trầm hương thì nếu mà có điều kiện thì nên sưu tập một sợi cái hàng này, vì nó không có số lượng nhiều đâu, nó chỉ có 5 cái sợi này thôi, là cái nô này một cái cục này làm 5 sợi là hết, không làm được nữa, muốn cũng không có. Đó, rất là đẹp luôn, nó có 2 sợi nhỏ này, 3 sợi to cho nam, quá đẹp. Nhưng mà giá thành thì nó hơi cao một chút, giá không phải là rẻ, tất nhiên là hàng chất lượng rồi mà, hàng chất lượng rồi. Đây là những cái sợi nhỏ thì giá nó sẽ rẻ hơn là những cái sợi to các bác nhé, cho nữ đấy ạ. Sợi này cho nữ đeo thì gọi thơm ngất ngây, làm việc mệt mỏi về nhà đeo một sợi trầm hương thiên nhiên núi rừng hương thơm
cực kỳ là chất lượng đã như này thì xua tan hết mệt mỏi ngay, phiền não bỏ lại phía sau bởi sự sợi trầm hương VIP này. Đó, các bác nào mà cần tư vấn trầm hương hay là các loại gỗ quý, đàn hương, hoàng đàn, ngọc am, bách xanh, san hô, sưa đỏ, các loại tinh dầu gỗ, gỗ đàn hương này, gỗ trầm hương này, tinh dầu gỗ trầm hương này, tinh dầu ngọc am, tinh dầu bách xanh, tinh dầu củ hương. Đó, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp vào Phương Shop nha. Sắp tới là có thể trong dự định là sẽ có những cái sản phẩm liên quan đến tinh dầu trầm hương, tinh dầu đàn hương, tinh dầu ngọc am, tinh dầu bách xanh. Nhưng mà chưa làm được thì chưa dám nói các bác. Nó sẽ có những cái sản phẩm mà đi vào cuộc sống luôn. Nó rất là thông dụng. Tôi bật mí với các bác là những cái sản phẩm như là, thôi không bật mí, bao giờ mà có sản phẩm ra thì mới bật mí các bác, mới quay lên cho các bác. Tôi rất là ấp ủ những cái sản phẩm này có thể xuất khẩu được ra nước ngoài luôn, rất là đơn giản, tại vì cái sản phẩm này hàng made in Việt Nam, hàng những cái sản phẩm này chưa có trên thị trường và rất là hứa hẹn nếu mà thành công, nghiên cứu thành công những cái sản phẩm như thế này thì rất là mong các bác ủng hộ. Và sản phẩm rất là thực tế các bác nhé, gần như ai cũng sử dụng được hết, nó đi vào đời sống luôn. Liên quan đến tinh dầu trầm hương này rất là thơm, tinh dầu đàn hương, tinh dầu ngọc am, tinh dầu bách xanh, các loại tinh dầu từ gỗ tự nhiên thiên nhiên của Việt Nam mình, mình có thể tận dụng được những cái loại tinh dầu đấy. Đó là cuối clip xin chia sẻ với các bác và anh em ở bên nước ngoài như vậy. Nếu mà các bác khi nào mà sản phẩm mà thành công tôi giới thiệu lên đây, rất là mong được hợp tác với các bác. Số lượng lớn các bác có thể phân phối ở nước ngoài hoặc là ở Việt Nam, anh em Việt Kiều. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.